Phật tử, khi Đại Bồ Tát tự xả thân mạng cứu chúng sinh, thì đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân mạng rốt ráo không đoạn tận, vĩnh viễn lìa khỏi tất cả tai nạn bức não, nguyện cho tất cả chúng sinh nương chư Phật mà trụ, được thọ ký nhất thiết trí đầy đủ 10 lực bồ đề, nguyện cho tất cả chúng sinh cứu khắp hàm thức, khiến cho không sợ hãi, vĩnh viễn thoát khỏi đường ác, nguyện cho tất cả chúng sinh được tất cả mạng vào nơi cảnh giới trí huệ bất tử, nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa oán địch, không có các ách nạn, thường được chư Phật bạn lành nhiếp thọ, nguyện cho tất cả chúng sinh xả lìa tất cả đao kiếm binh trượng, các dụng cụ khổ ác, tu hành đủ thứ nghiệp thiện thành tịnh. Các vị đệ tử của Phật, khi Đại Bồ Tát ngài tự nguyện xả thân mạng cứu chúng sinh, vẫn đem căn lành tích lũy mà ngài tu bố thí đối với chúng sinh hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được thân mạng chân thật vĩnh viễn không đoạn diệt pháp thân, cũng vĩnh viễn lìa khỏi ba tài tám nạn và những khổ não bách hại khác. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể y chiếu pháp của chư Phật nói, lão thật tu hành, gần gũi chư Phật, y chỉ chư Phật mà trụ, đắc được nhất thiết Phật trí đầy đủ 10 thứ oai thần lực, còn được thọ ký thành Phật. Mỗi vị Phật trước khi thành Phật đều được 10 phương chư Phật thọ ký, tức là nói trước đời vị lai sẽ thành Phật. Hiệu Phật là gì, cõi nước tên gì, đại kiếp thời gian trụ thế bao lâu, vân vân. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể cứu hộ khắp tất cả những kẻ có mạng sống, khiến cho họ chẳng thọ sự sợ hãi mà vĩnh viễn ra lìa khỏi ba đường ác. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được mạng sống lâu dài, đến được cảnh giới bất tử, chẳng còn vô minh, chỉ có trí huệ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi những kẻ có tâm oán hại, những người có ý không thiện cũng chẳng gặp nguy hiểm và tai nạn, thường thường được chư Phật và bạn hữu nhiếp trì. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều chẳng có tâm tàn sát, chiến tranh, do đó cất đao vào kho, thả ngựa vào núi. Qua những ngày thái bình, thịnh vượng, người với người, người với động vật cùng nhau hòa ái, chẳng có những hung khí đao kiếm, binh trượng, cũng chẳng có công cụ gông cùm, xiềng xích, thống cổ. Hết thảy hàm thức chúng sinh đều biết tu đủ thứ nghiệp thiện thanh tịnh, xa lìa tất cả nghiệp ác chẳng thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sinh lìa các sợ hãi ở dưới cội bồ đề hàng phục ma quân. Nguyện cho tất cả chúng sinh lìa sợ hãi nơi đại chúng, nơi pháp vô thượng, tâm thanh tịnh không sợ sệt, hay làm đại sư tử hống tối thượng. Nguyện cho tất cả chúng sinh được trí huệ sư tử không chướng ngại, nơi các thế gian tu hành chánh nghiệp. Nguyện cho tất cả chúng sinh đến nơi không sợ hãi, thường nhớ cứu hộ chúng sinh khổ. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi ngài tự xả bỏ thân mạng cứu các ngục tù lúc lâm hình, vì khiến cho chúng sinh lìa khổ sinh tử, được vui thượng diệu của Như Lai. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh xa lìa tất cả sợ hãi, ngồi dưới cội bồ đề thành Phật, hàng phục ma quân, thiên ma ngoại đạo. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh chẳng sợ oai đức của đại chúng ở trong pháp hội rộng lớn, có thể đối với chúng sinh dễ nói đại pháp vô thượng, tâm chẳng khiếp nhược, vì trong tâm ý thanh tịnh không nhiễm, cho nên làm sư tử hống giáo hóa chúng sinh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được trí huệ sư tử, chẳng bị bất cứ gì làm chướng ngại, trong 10 phương thế gian đều tu hành đạo nghiệp chân chánh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều đến được cõi cực lạc tịnh độ, chẳng có sợ hãi, luôn luôn nghĩ nhớ, còn chúng sinh trầm luân trong biển khổ, phải phát nguyện trở lại sinh tử, khắp cứu chúng sinh đồng sinh về cõi nước cực lạc. Đó là hồi hướng căn lành công đức tích tụ của Đại Bồ Tát khi ngài tự xả thân mạng cứu những ngục tù sắp bị xử tử, vì hy vọng khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn thoát khỏi khổ sinh tử trói buộc, đắc được vui vắng lặng tối cao vô thượng như chư Phật, cho nên Bồ Tát mới phát nguyện lớn này.